là khô cá muối đúng không? Cá muối. Mà tại sao nó hiếm? Hiếm lắm chị, nó là dùng nước mặn. À, rất là ngon. Những con cá bự thì nó không ngon bằng những con cá nhỏ. Cái này là hàng VIP của mình đó. Mà lại hiếm là nó nhỏ nó ngon. Tại vì nó có mùa hay là sao? Nó có mùa. Như chị biết sao không, nhiều khi á, người ta ướp rất là mặn, rất là ngọt, còn của mình mặn mặn ngọt ngọt, còn người của mình em lật cái mặt ra sau chị đó, ok. Như lại mà nó tự tự như cái cá đù nhỉ. Dạ, nhưng mà không phải, chị ăn đi. Thì là chị phải nói mấy anh ăn thử lúc nào nhỏ cũng ngon chứ. Chuồng bự quá. À, cái gì mà nhỏ là ngon. Ý anh nói là cái gì mà nhỏ là ngon. Non là ngon. Vâng. Non ngon, còn bự quá không có ngon. Nó già rồi nó hết ngon. Nó già quá nó dai. Đó là khô cá muối nha. Cá muối. Thì đó Cần Thơ là đặc sản Cần Thơ nha. Nhưng mà không phải là dễ ăn đâu. Ông ý em nói là con khô, ý con. Đây, chị review chưa? Rồi, wow, đẹp chưa? Rồi em bảo cá mối nhỏ nó mới ngon, còn cá mối lớn nó không có ngon. Hàng rất hiếm, không phải là dễ có đâu. Là mình sẽ nướng trên nhiệt độ bao nhiêu nhỉ? Không, bây giờ mình chiên đi chị, chiên là chiên không dầu. Chiên có dầu, rất là ngon. Chiên ngon vị vừa ăn. Mặn mặn ngọt ngọt chứ không có ngọt quá mà cũng không mặn quá. Chiên trong vòng bao lâu em nhỉ? À bây giờ mình lật đi, lật qua lật lại nó vừa ăn thôi. Nó chỉ áp chảo thôi đó. Dạ, rồi nó vàng cái là đủ rồi. Dạ. Rồi, rất ngon. Rồi, đi vô nè. Đi thẳng vô chiên nè. Đó, bà chủ vô chiên luôn nè bà chủ. Đấy, đó nói phải làm. Đấy. Cái chảo này chưa có dầu đúng không? Đúng rồi. Là ok anh. Chị yêu về miền Tây nhà mới chiên cho chị yêu ăn đó. Đó, sung sướng được ngay bà chủ đứng chiên là hạnh phúc lắm nha. Em gái. Không phải ai cũng được vậy đâu nha. Yeah. Các bạn liên hệ qua bà chủ gì nè. Cái shop em tên gì? Em là Diamond Nguyễn. Số điện thoại em luôn nào? 0943776060. Ok. Là hàng tuyển không nha. Đây. Cá mối lớn không có ngon đâu, cá mối nhỏ thôi. Mấy ông bắt ra mày im lặng. Nên là chỉ có đãi chị yêu thôi. Hiếm lắm. Cần Thơ lên. Ngày trước người ta nói là Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đúng không? Ai đến đó lòng không muốn về, nhưng mà về Cần Thơ là chỉ có khô thôi nha. Hai chị em có duyên lắm mới gặp nè. Cũng cảm ơn bạn Út. Mà cũng chuẩn bạn Út là 2 ngày sau mới giới thiệu. Bạn này sẽ phạt mới được. Ừ. Lần sau chị về là có người em rồi. Chị yêu. Một không khí, một cái bàn nhậu như thế và một cái dĩa khô như thế làm sao mà cưỡng nổi ha. Khung cảnh đây, phong cảnh hữu tình nên ha, Cần Thơ đó các bạn ơi. Ai Cần Thơ nhào vô. Chị thấy chị ngọt quá. Em không có được gì đâu. Chị chưa biết hết em rồi. Em cục lắm. Chứ mấy người như vậy là thật, người ta thật. Chị là nói vậy chứ mà chị thấy người Hà Nội ngọt hơn nhiều. Em quê Thái Bình mà. Vậy làm sao mà không ngọt được ta? Vậy là được rồi ha. Dạ. Vậy nó giòn là vừa rồi đúng không? Chị yêu. Cá chạch xẻ á. Nãy chị cứ chiên lửa gì cho em, cứ bằng vàng chị để lên. Chị lừa chị nè. Chị cứ mà chở đều, ngon lắm. Còn út nướng gì nó quá khô. Đàn ông nướng. Còn cá lóc của mình là chuẩn đồng luôn. Chỉ cần mấy con cá khô rồi thôi và một xị rượu, một lít rượu. Rượu mơ nha. Uống không bao giờ là nhức đồng nha, ngon. Là thôi. Đẹp da nữa. Chị. Dạ. Em muốn là em thấy da em sáng hết tám luôn chị. Ok chị, em hợp tác vui vẻ đúng rồi đó. Đừng quỷ ha. Cho lấy cái lý đi này, chắc về Cần Thơ hoài quá. Wow. Chị nói không? Đó. Dân nhậu đâu nhào vô.
lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần là phải nhậu với khô. Ngon chưa? Ok quý vị, ai cần khô ai cần rượu mơ liên hệ mình nha. Bye bye.